rồi nha, chào anh chị em nha. Bên em có bán các loại máy nướng bánh nha cả nhà. Cái này là mình xài điện nha, xài chui điện 2 chấu 3 chấu tùy theo mẫu. Đây là máy nướng bánh hình thú nha, máy nướng bánh hình thú. Máy khuôn này là có chống dính hết nha cả nhà, khuôn bánh có chống dính hết nha. Máy làm bánh kẹp tàng ong hình trái tim nè, máy làm bánh kẹp cuốn ốc quế, mẫu này là mẫu caro nha cả nhà. Máy làm bánh ốc chó nha, làm ra cái bánh hình quả ốc chó. Đây là máy nướng bánh hot dog nha, có cái cây que nè, mình ghim cây que gỗ, que tre vô làm cái bánh. Có công thức luôn nha cả nhà ơi, anh chị em mua khuôn bánh thì bên em có tặng kèm công thức luôn nha. Máy làm bánh kẹp đàn ông dày nha, cái này là hình chữ nhật nha, làm ra cái bánh dày cui à.